Mình lên cho anh em một cái giải pháp cứu cánh dành cho anh em mà hay chơi cái lồng kiến, mà một số thương hiệu như là ICS, TA hoặc nói chung là những cái lồng kiến thì anh em nói sao bít tông nó lỏng quá gắn vô kêu. Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em cái bộ bít tông bạc 54 mát 54 của thương hiệu cơ khí Hoàng Long nha anh em. Ở bít tông này thì hiện tại là mình sẽ giới thiệu hôm nay là cái mẫu là 54, nhưng mà nó sẽ có cái ni kích thước là lớn hơn so với bít tông tiêu chuẩn 54 là cộng 0.15%, có nghĩa là bít tông nó sẽ già hơn là cái size số 54 là 0.15% trên so với bít tông zin size 54 standard. Thì thường thường anh em chơi mấy cái lồng mà ICS này kia, lồng kiến, thì anh em nói gắn cái bít tông vô nó lỏng, nó kêu quá khó chịu. Thì hôm nay mình lên cho anh em cái giải pháp cứu cánh, đó là cái bộ bít tông bạc cơ khí Hoàng Long 54 mát mạ đen. Thì đây là cái mẫu version 2 nha. Thì nó sẽ có chích thêm được hai cái rãnh mà gọi là để mà giữ nhớt lại, để khi anh em mà sử dụng cái tua máy cao nó sẽ không bị quá nhiệt dẫn đến tình trạng lúp bê. Và bít tông này thì mình lần trước mình có giới thiệu rồi, cái mẫu này là bít tông làm bằng chất liệu là bít tông hai thì, nên là cái nó chịu nhiệt rất là cao, giãn nở rất là thấp. Và cái anh em thấy không, cái bít tông này nó làm cái thân rất là mỏng, gọi là giảm trọng lượng nè, anh em thấy không, rất là mỏng đó, rất là mỏng nha. Thì cái full bộ bít tông mát 54 0.15 này mình bán giá là 350 một bộ, bao gồm bít tông bạc ắc nha anh em, khoe luôn đó. Đây đây mình sẽ lên trực tiếp cho anh em, đây là cái lồng ICS mới 100% chưa xài nha. Thường thường anh em những cái lồng này anh em mua những cái bít tông khác á, anh em thả vô là nó sẽ lọt bóc. Và cái anh em mà muốn về mà chạy cho nó im thì mình phải dùng eto kẹp cái bít tông cho nó nở ra xí cái đuôi để cho nó nặng, nó không kêu. Con này là bít tông mới nguyên, chưa sử dụng. Đây. Đó. Vừa xài luôn nha anh em. Đó, vừa xài luôn. Vừa xài luôn. Quá ok nha anh em ơi. Cái này á là mình sẽ xài được cho tất cả những số lồng kiến, hoặc là giải pháp cứu cánh là những anh em mà xài cái lồng mà 54 standard mà lâu ngày nó bị lỏng trái mà mình không muốn lên có, thì cái này cũng là một cái giải pháp cho anh em luôn đó nha anh em. 350 bộ bít tông bạc thôi nha, chứ không phải là cái lồng kiến đâu nha. Cái vỏ lồng kiến ICS này mình bán 1.650.000 nha anh em đó. Cái bít tông này nó có rất là nhiều ưu thế, anh em về đi hạ niền bạc ba lá lỡ, niền 11, anh em đo từ cái nách trên của bít tông lên cái này niền 11, nhưng mà cái phần niền bạc nó còn rất là dày, do là đã thiết kế á, là cái phần niền bạc này nó kéo giật ngược về hướng cái buồng dên, nên là anh em về đi niền bạc 11 nhưng mà còn niền bạc rất là dày, để đảm bảo cho anh em mình đi cái tour xa dài